Kính thưa quý vị, giao thông đô thị theo hướng Smart City, thành phố thông minh là một mô hình đang được nghiên cứu triển khai rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới, nhằm cải thiện hiệu quả công tác quy hoạch và nâng cao sự thông suốt của hệ thống giao thông trong các đô thị. Mô hình đô thị thông minh đã trở thành phương thức phát triển tất yếu hướng đến hiện đại và văn minh đô thị. Vì vậy, việc nghiên cứu, triển khai, quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh có ý nghĩa thiết thực. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Quốc An, khoa Kinh tế Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý giao thông đô thị theo hướng Smart City and Mobility xung quanh vấn đề phát triển đô thị thông minh tại thành phố Vũng Tàu, từ đó mở rộng tầm nhìn ra các đô thị lớn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông có nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh ở các thành phố hiện đại như là Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Theo tôi thì việc quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh là một yếu tố then chốt trong việc phát triển bền vững các thành phố hiện đại. Thì điều này không chỉ giúp tối ưu hóa hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, luồng giao thông và giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, thì nó còn là cái nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người dân. Thì trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng thì các thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu thì các đối mặt với những cái thách thức lớn về giao thông, đòi hỏi chúng ta phải có sự tích hợp công nghệ hiện đại và các dữ liệu về quản lý hoặc là giao thông đô thị. Cái hệ thống giao thông thông minh thì nó sẽ giúp cải thiện cái sự lưu thông, tăng cường an toàn. Ngoài ra thì nó còn giảm thiểu cái thời gian di chuyển, từ đó nó sẽ tạo một cái môi trường sống lành mạnh, hiệu quả hơn. Để quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh, cần phải có những điều kiện gì ạ? Theo tôi thì chúng ta cần phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm các camera và các hệ thống cảm biến và các hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có cơ sở tích hợp dữ liệu như là xây dựng và duy trì các cơ sở dữ liệu chi tiết về cái hạ tầng giao thông, về mật độ dân cư, về hành vi di chuyển cũng như về các yếu tố liên quan khác. Ngoài ra chúng ta cần phải có các yếu tố về các quy định pháp lý rõ ràng, các chính sách hỗ trợ cũng như là cái việc ứng dụng các công nghệ thông tin trong quản lý, cũng như là chúng ta cần phải có các thiết bị hỗ trợ để đảm bảo cái quyền riêng tư. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải có cái đội ngũ quản lý và cái đội ngũ kỹ thuật viên có kiến thức sâu rộng về cái công nghệ thông tin. Từ đó chúng ta sẽ phân tích các dữ liệu về quản lý và quản lý giao thông đô thị một cách có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có sự khuyến khích sự tham gia của người dân và các doanh nghiệp trong việc giám sát sử dụng các hệ thống giao thông thông minh. Hiện nay thành phố Vũng Tàu đang có những thuận lợi và thách thức gì trong việc phát triển đô thị theo hướng thành phố thông minh ạ? Đầu tiên về mặt thuận lợi thì thành phố Vũng Tàu có vị trí chiến lược gần thành phố Hồ Chí Minh, đó là cửa ngõ ra biển của vùng Đông Nam Bộ, nó thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối. Thì thành phố Vũng Tàu có cái hệ thống hạ tầng giao thông và cái hệ thống về công nghệ thông tin khá là phát triển, thuận lợi cho việc triển khai các dự án về thành phố thông minh. Ngoài ra thì chính quyền địa phương ở thành phố Vũng Tàu thì cũng rất là quan tâm đến sự phát triển của cái hệ thống đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án. Nói về những thách thức thì chúng ta có thể thấy cái việc đầu tư các dự án về đô thị thông minh thì đòi hỏi phải có nguồn vốn cũng khá là lớn. Những cái thách đó là cái thách thức đối với thành phố Vũng Tàu. Dù chúng ta có các thuận lợi nhưng mà hạ tầng giao thông thì chưa được đồng bộ, có thể là gây khó khăn khi triển khai các công nghệ mới. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải với giải thách thức tiếp theo thì chúng ta phải cần nâng cao cái nhận thức và kỹ năng sử dụng các công nghệ thông minh trong việc quản lý giao thông cho người dân. Mở rộng ra đối với các đô thị lớn và hiện đại như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, để phát triển theo hướng thành phố thông minh thì cần phải chú trọng vào những vấn đề gì ạ? Thì theo tôi thì đầu tiên đó là và cũng là quan trọng nhất, đó là chúng ta phát triển cái hệ thống giao thông công cộng hướng đến giảm cái tỷ lệ sử dụng các phương thức giao thông cá nhân. Đặc biệt thì chúng ta chú trọng các hình thức vận tải công cộng khối lượng lớn như là metro, BRT hoặc là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng.
Cùng với đó thì chúng ta cũng cần khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và phương tiện cá nhân thân thiện với môi trường như là xe đạp hoặc là xe điện. Một giải pháp tiếp theo thì chúng ta còn cần phải xây dựng cái hệ thống quản lý dữ liệu để tích hợp hoặc là phân tích tối ưu hóa các hoạt động về của đô thị. Ngoài ra chúng ta cần phải xây dựng hoặc là các ứng dụng cho phép người dân có thể tương tác với các hạ tầng đô thị thông qua điện thoại di động hoặc là các thiết bị thông minh. Cuối cùng thì chúng ta cần phải đầu tư vào cái việc giáo dục và truyền thông để nâng cao nhận thức và khả năng sử dụng các công nghệ thành phố thông minh của cộng đồng. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.